Ngon. Mở nhà đó nha. Hello, xin chào cả nhà đến với kênh mình Liễu nha. Thì bữa nay hồi nãy trong cái lúc mà làm cháo này cả nhà, em bận công chuyện nha, nên em có thể quay cho cả nhà xem được. Rồi bắt đầu em xin mời cả nhà múc bên cháo cháo với em nha. Giờ có nồi cháo nè, rỗi nè, và gà nè cả nhà ơi, ngon quá. Cái đùi nè, ngon thấy sợ luôn á. Để mình múc banh múc chén cháo trước đi. Bữa nay nắng nóng hấp cháo là ok luôn. Miếng rỗi gỏi chuối cay cả nhà ơi. Chấm vô miếng miếng tiêu chanh ớt. Gỏi trước. Múc banh cái cánh trước cả nhà. Múc banh thử cái cánh này. Ngon. Gà này nhớ tụi cũng tựa tựa như mà ngon quá nè. Trắng tư luôn cả nhà. Chén muối tiêu chanh này mới làm nãy nè. Ngon. Mời cả nhà canh đó nha. Ngon quá. Thử hấp miếng cháo nè. Mời cả nhà nha. Chấm dùm những muối ớt ngon. Muối ớt siêu cay luôn á. Thì bữa nay á ở quay clip với cả nhà, nhưng không biết sao mà kênh em 170 người đó, bảy mấy người đăng ký về cả nhà mà chưa có cái gmail nào xuống bạc á. Cái này YouTube lâu rồi, gửi lâu gửi gmail cho em mới cái nhờ. Tại vì có nhiều khán giả hỏi em có lãnh được phút bạc chưa, mà cơ thì thật sự hút người đăng ký luôn rồi. 100 người, 100.000 người đăng ký là ra là đã lãnh, đã đủ điều kiện lãnh phút bạc rồi, mà sao của em tới 170 mấy người đăng ký mà chưa có phút bạc không cơ nhỉ. Mời cả nhà nha. Hấp bên cháo. Hay là nó có trong trong cái gmail mà em không biết. Nhưng mà thật sự là chưa có, em chưa có nhận được cái gmail của YouTube về nước bạn. Bởi vì có nhiều bạn hỏi em mà có 187 170 mấy người đăng ký về cái nhà em mà sao chưa có, hỏi thử có lãnh nước bạc chưa. Em cũng không hiểu sao đó, mấy cái kênh khác thì 100 người đăng ký là người ta đã lãnh được nước bạc rồi, mà sao của em hút người đăng ký luôn rồi. Sao chưa có là YouTube chưa gửi gmail cho em. Cộng đồng mi nó cũng dùng hết. Thì được 170 mấy người đăng ký đó cũng là cái tình cảm mà chứ ngờ mình được sẽ được 100 mấy chục ngàn người đăng ký đâu.
nghĩ cái đó chắc là lâu lâu lắm à. Tại vì em cũng thấy mấy kênh khác cũng đạt được mấy trăm ngàn người đăng ký, em nghĩ cân không chắc còn lâu lắm. Mà thử mà nhờ tình cảm yêu quý của cả nhà mà giờ kênh em cũng cũng gần được 200.000 người đăng ký rồi. Cái cánh này cái da nó nhiều nè, cái da nó nhiều nó ngon. Cháo mà cánh da nhiều, một chặng đường dài đúng không cả nhà ơi, làm YouTube này một chặng đường dài luôn á. Mà nữa chắc cũng có lẽ là 2 năm rồi cả nhà. Lúc trước á đi quay bắt cá này kia nọ thấy cũng vui lắm. Nào là cái xuồng của em lắc nó chìm xuồng được cái nhà lính, nhưng mà cái này giờ chúng chắc công việc cái nhà không có không á, nên em không có thể nào mà đi cũng cá được, nên khi nào rảnh thì em quay cái clip ở nhà mà ngồi kia cho cả nhà xem nhé, không có nhà ủng hộ nha. Gỏi gỏi này hồi nãy em làm em cũng để mà chanh đồ vô với lắm lắm luôn rồi mà sao nó cũng bị mủ, cũng mực trắng không thêm trắng trắng không. Trời bữa nay nắng ngon quá, thêm cái đùi cả nhà ơi. Ồ, mời cả nhà nha. Chấm dầu muối muối tiêu. Múc cái bồ, cái đùi. Thêm miếng gỏi à. Ngon quá. Này cũng có kèm theo gỏi được nữa nha. Thêm chén nữa. Cái này mình để chung vô gì nè cả nhà. Chọn mình nè. Nó bớt nóng, bớt cái độ nóng của cháo. Rồi ở nhà cái đùi nha. Ngon quá. Là cả nhà. Nắng cái này gây đồng cái này mà đi dặm chắc cả để 9-10 giờ vô được rồi. Hơi nắng quá. Nhất dịu thì có 3 giờ đi cho nó dịu dịu mát lại. Mà cái nhà nha. Ngon. Không biết tới khi nào mà YouTube mới gửi gần mail là chúc mừng bạn đã nhận được các bạn nữa. Có nhiều kênh nó cả nhà mới có 100.000 người đăng ký, 100 đã mấy à. À người ta nhận được rồi, còn có em biết sao mà tới 170 mấy rồi mà chưa có
thêm chén nữa cả nhà, nửa chén nữa không? Lâu quá. Nãy giờ làm cũng mấy chén rồi. Làm là cả nhà mới đầu mà có muốn làm YouTube á, cả nhà cứ làm từ từ đi. Mới đầu tiên là mình quay video rồi mình đăng lên từ từ đi, rồi từ từ sẽ có lượng khán giả ủng hộ mình á. Đừng có nản chí. Kiểu như mình ở quê á, mình có gì mình quay đó cho cả nhà xem gì đó. Quay cuộc sống hàng ngày của mình kia nọ nữa. Hết nổi luôn rồi cả nhà, nãy giờ 4-5 chén luôn. Làm cái đùi với phúc cánh. Phúc cánh no à. Thì cả nhà theo dõi clip nhớ cho em xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ nha, để theo dõi những video tiếp theo của em nha. Bye bye.